Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên sẽ mình chọn log cos a của b. Mình chọn cái cục a, mình chọn 1.2. Sau đó đặt alpha x alpha bằng số 2. Shift số cái cục này. Chúng ta ra 1.44. Như vậy a là 1.2, b là 1.44. Mình thiếu mũi 4 đây nha. Chúng ta ra số 2, chọn câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.